Kính chào quý vị và các bạn. Nắng nóng vẫn dai dẳng ở khu vực Nam Bộ không dứt, còn ở miền Bắc thì chuỗi ngày mưa rét kéo dài cho đến cuối tuần này. Rét vào cuối tháng 2 như thế này thật ra không phải hiếm gặp. Trong vòng 33 năm qua vẫn có đến 13 năm là xảy ra rét đậm. Nhưng mà so với mức nhiệt trung bình thì đợt rét lần này nhiệt độ thấp hơn khoảng 4 độ C. Tại thủ đô Hà Nội thì nhiệt độ chỉ là 14,5 độ C. Dự báo đợt rét này có thể còn kéo dài cho đến hết tuần bởi vì liên tục có những sóng lạnh tăng cường xuống, trong đó hầu như ngày nào là trời cũng sẽ có mưa, thế nên là cảm giác rét buốt càng rõ hơn, nhất là về đêm và sáng sớm. Tại thủ đô Hà Nội thì nhiều đêm nhiệt độ chỉ là 13 đến 15 độ C, phải đến chủ nhật thì mưa mới ngớt và đến đầu tuần sau nắng ấm mới xuất hiện. Thời tiết mưa ẩm như thế này thì dễ làm hỏng hóc các thiết bị điện. Quý vị nên đặt các thiết bị điện này cách tường ít nhất là 10 cm. Và cũng không nên ngắt điện quá lâu, cần phải bật chúng ít nhất là một lần mỗi ngày để có thể sản sinh ra nhiệt và tự làm khô các thiết bị điện này. Với miền Trung thì ngày mai nhiều nơi sẽ có mưa, phần phía Bắc khá rét. Thanh Hóa, Vinh hay Hà Tĩnh là 16 đến 20 độ C, Đồng Hới và Huế trời lạnh 24-25 độ C, từ Đà Nẵng trở vào đến Nha Trang thời tiết mát mẻ 27 đến 30 độ C, còn Phan Thiết nắng ráo 31 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ thì nắng nhiều và nóng hơn, nhất là ở miền Đông Nam Bộ. Và ngày mai thì ngay cả một số nơi miền Tây như là thành phố Cao Lãnh hay Châu Đốc cũng xảy ra nắng nóng, nhiệt độ nhiều nơi là từ 35 đến 37 độ C. Chuyển sang thời tiết biển, phía Tây của huyện đảo Trường Sa thì tiếp tục cảnh báo gió mạnh có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Còn ở huyện đảo Hoàng Sa thì gió khoảng cấp 5, trời có mưa, làm tầm nhìn xa giảm xuống còn từ 4 đến 10 km. Cuối cùng sẽ là phần dự báo thời tiết cho các thành phố trong đêm nay và ngày mai.